Lê Thiệp xin chào tất cả quý vị, các bạn, người yêu cây, yêu bonsai. Tiếp tục lại một video chia sẻ hình ảnh các tác phẩm tại triển lãm Đông Anh 2022. Hôm nay là ngày 10 tháng 10, những ngày cuối triển lãm Đông Anh, nhưng không khí vẫn còn rất là nhộn nhịp. Ở trên một cái sảnh của khu trung tâm văn hóa thể thao huyện Đông Anh thì cũng trưng bày khá là nhiều tác phẩm. Nó có một cái tác phẩm đứng giữa, chính là tác phẩm có tên là Thần Tài của anh Nguyễn Đình Quyền, Trương Mỹ. Một trong những tác phẩm mà anh Quyền rất là tâm huyết. Một cái cây trực mẫu mực được làm một cái bộ râm rất kỹ. Chào anh Ngọc Lịch Thiệp. Dạ vâng, chào anh. Dạ. Chào anh. Dạ. Anh đi ngắm cây à? Cây nổi tiếng trong làng cây đây rồi. Vâng, không cái dám anh ạ. Cái này có phải là trước ở Lào Cai mà đợt đi xuyên Việt là... Đúng rồi anh. Đúng, anh à? Đúng rồi anh ạ. À, rồi. Nó gọi là cái báu vật mới khai quật ở Lào Cai đấy. Lào Cai. Vâng. Đôi rất là quý. Như là anh nhìn dưỡng qua phát biểu mấy câu. Ừ. Không phải mấy câu mà cũng khá nhiều câu. Toàn câu sốc. Đại ca thì mê xanh cổ và đánh giá rất cao những cái cây xanh cổ. Cây si đấy trước của anh Thắng Nhôm, chợ Chùa. Cũng mới giao lưu cùng cái thời điểm bộ ba huyền thoại. Này quý vị xem này. Bộ râm này, bộ râm anh Quyền anh làm khá là kỹ. Theo quan điểm của tôi thì anh Quyền cũng là một trong những nghệ nhân mà tôi đánh giá rất cao về mặt sáng tạo. Vì đường nét làm của anh Quyền là có những cái đường nét rất phá cách. Đây cũng là một nghệ nhân mà chúng ta nên học hỏi. Chỉ có điều là anh Quyền thì rất là kín, không chia sẻ về kỹ thuật. Chứ còn nếu mà anh Quyền mà chia sẻ về kỹ thuật tạo tác thì thật sự là sẽ rất là quý cho tốt cho làng cây. Đây cái cách làm của anh Quyền là sự sáng tạo vượt trội. Cái phương pháp làm cũng rất là khoa học. Và anh làm cực kỳ đa dạng phong cách. Có thể làm được rất nhiều kiểu tàn, kiểu râm. Và cái đường nét của anh Quyền làm cũng khá là phiêu, bay. Rồi. Một cái trực rất mẫu mực. Bây giờ chúng ta ngắm cái si mà anh Nguyễn Đình Dưỡng, anh gọi là anh Minh Dưỡng, giao lưu tại vườn anh Thắng Nhôm, chợ Chùa, cùng thời điểm bộ ba huyền thoại. Cây này thì bắt tay trước. Cái này thì nó nguyên bản nó là cái cốt cổ, nhưng mà cũng được các nghệ nhân chuyển dáng. Cái này giả lắm rồi anh. Vâng, làm lại theo lối mới. Anh Dưỡng về làm lại không? Anh Dưỡng về thì cũng chưa làm được cái gì nhiều, cũng mới giao lưu mới giao lưu của anh Thắng Nhôm. Thế là trong đợt này cùng này, nó cũng là cùng ngày bắt tay trước cái bộ ba huyền thoại. À. Sau bắt đầu mới lại bắt bộ ba huyền thoại. Kinh kìa, già. Già lắm, nó cơ bản nó là cái cốt cổ. Nhưng mà từ khi về anh em bắt đầu làm cắt giật, cắt chuyển này. Đấy, làm lại tay. Làm lại xương rồi chạy lại bông. Cái bể này nó cũng đẹp nhỉ. Đúng rồi, bể cổ cũng hay này. Cái này là bể mật chứ.
Không, nó cũng dạng xi măng nhưng mà xi măng cát. Đấy. Thiên Hoành Niên Thụ của anh Nguyễn Vân. Anh Vân cũng sở hữu được một số tác phẩm. Anh Vân ở bên Gia Lâm. Đây có một cái cây huyền. Thì tôi cũng là người rất là vui giúp cho anh Vân đặt tên cái tác phẩm này là Thủy Hạ Vân Sơn. Tác phẩm này thì cũng cần có một thời gian nữa để cho nó hoàn thiện. Hiện tại thì cái bộ rễ nó cũng đang bắt đầu bám. Nhưng mà chắc cần cỡ khoảng độ 2 đến 3 năm nữa thì bộ rễ này nó mới đủ độ thời gian và nhuyễn. Cái huyền cũng khá là đẹp. Vâng, em cảm ơn các anh. Ngắm cây đi các bác. Dạ vâng ạ. Nghệ thuật rồi bonsai. À vâng, chào các bác. Được cả anh, cũng được thôi hả? Ok, ok. Anh những cái tác phẩm cái ông quay kỹ một chút. Vâng. Đẹp thì em sẽ quay kỹ ạ. Em biết nhiều thông tin thì em sẽ nói nhiều và nói kỹ. Vâng. Không biết thì không dám chém gió nên là nói qua thôi. Đấy. Chút chia sẻ quý vị. Cả nhà. Vâng ạ, vâng ạ, đúng rồi. Ông cũng là một trong những người vậy là được đóng góp về cái ngành điện ảnh của Việt Nam này là. Không, chúng tôi không mấy ngày chúng tôi không xem kênh của ông. Dạ vâng. Ở đây em cứ truyền tải thông tin. Ông cố gắng ông tìm hiểu thêm. Vâng. Xuất xứ của những cái cây. Em đang bắt đầu làm thì đợt này nó bận quá nên là sắp tới này sẽ làm dồn dập. Rồi. Có cái đợt nào